Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng cho các em tuyển sinh vào lớp 10 ha. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em về chủ đề hình học của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đề khảo sát để của thành phố Hồ Chí Minh 2023 2024 nha. Đề của quận 3, phần đề số 3 ha. Các em quan sát vào đề tôi sẽ hướng dẫn các em. Rồi, đầu tiên đề cho nè. Cho tam giác ABC nhọn ha. Đường tròn tâm O, đường kính BC. Tam giác này không có nội tiếp đường tròn nha. Vậy thì vẽ tam giác nhọn truyền thống này cho thầy ha. Đầu tiên em vẽ tam giác nhọn này. ABC nhọn. Rồi. Nhớ tam giác nhọn nha. Đường tròn tâm O đường kính BC. Wow, giờ yêu cầu vẽ đường tròn tâm O đường kính BC à. Wow, đường tròn tâm O đường kính BC ha. Vậy thì thầy sẽ cho cái tam giác này, cái C này nhích vô đây tí cho nó cao lên này tí mình dễ nhìn ha. Nha. Nhích cái chân này vô chút xíu này. Ok. Giờ mình sẽ vẽ đường tròn tâm O đường kính BC ha. Tâm đây. Vậy thì tâm nó nằm ở chính giữa này nè. Đúng không? Giờ thì vẽ đường tròn tâm O đường kính BC ha. Trên dạng lập trình nó hơi khó một chút xíu nha. Đường tròn tâm O này đường kính BC cắt AC và AB lần lượt ở E và F. Vậy thì lấy cái điểm cắt AC ở E nha. Và cắt AB ở F. BE và CF. BE đây. Đây là hai đường cao rồi. Đúng không? BE và CF cắt nhau ở H. Trời ơi, H là trực tâm chứ gì nữa, đúng không các em? Đó. Rồi. Ở H. Rồi. AH cắt BC tại D, chắc anh đây là vuông góc rồi. Đường thẳng mà đi qua trực tâm á, đó, này D nè. Đó, chính là đường cao còn lại của tam giác đúng không? Với điều kiện là từ đỉnh của tam giác nha. Rồi. Rồi, ok. EF cắt CB, nối EF, EF à, EF là khá dài nha. EF. Cắt CB. Wow. Vậy thì phải đưa cái hình này ở đây được. Cái này là khá dài nữa nha. EF cách CB. Dài ở đây. CB kéo vô ha. Còn còng đấy. Đưa chữ B ở đây đi. Rồi. Giờ EF cắt CB tại M. M tiếp ngoài này nè. Rồi ok, câu đầu tiên chắc anh này, chắc anh là câu dễ rồi đúng không? Chứng minh AD vuông góc BC. Đúng không? Em muốn chứng minh được AD vuông góc BC thì quá dễ rồi, em phải chứng minh đây là đường cao thứ nhất nè, đây là đường cao thứ hai nè. Trong một tam giác giao của hai đường cao á, hai đường cao giao nhau là điểm điểm này chính là trực tâm đúng không? Nên đường thẳng xuất phát từ đỉnh còn lại mà đi qua trực tâm chính là đường cao còn lại, mà đường cao còn lại thì vuông góc. Nhưng mà vấn đề cái này chưa có vuông góc, giờ mình phải chứng minh vuông. Chứng minh đề vuông nhẹ nhàng đúng không?
Đây là góc nội tiếp chẵn nửa đường tròn thì 90 độ này các em. Chia ra vuông góc. Ở đây cũng góc nội tiếp chẵn nửa đường tròn này, đúng không? Đây là góc nội tiếp chẵn nửa đường tròn đây, thấy không? Góc này cũng nội tiếp cũng chẵn nửa đường tròn luôn. Vậy thì hai góc này đều bằng 90, kết luận hai đường này vuông góc. Đó, mà hai đường này là vuông, hai cái chỗ này vuông góc nè thì dẫn đến đây hai là đây chính là hai đường cao của tam giác. Mà giao của hai đường cao tam giác thì chính là trực tâm, nên đường thẳng xuất phát, còn đường còn lại mà đi qua trực tâm chính là đường cao còn lại của tam giác. Đúng chưa? Vậy thì để trình bày hoàn chỉnh nha. Câu A. Câu này là câu cho điểm các em đó nha, nó dễ, khá là dễ ha. Rồi. Giờ mình trình bày sau đây. Ta có góc BFE. BEF trước đi, BEC chứ, đúng không? BEC bằng 90 độ như sao vậy? Mà ngoặc ra góc nội tiếp chắn nửa đường tròn 50. Vậy từ đây suy ra BEC bằng 90 độ, suy ra BE vuông góc với BAC ha. Rồi xuống hàng cái kia cũng vậy luôn, góc BFC bằng 90 độ thì sao vậy? Góc nội tiếp cũng chắn nửa đường tròn 50 luôn. Vậy từ đây suy ra CF vuông góc với gì? AB. Rồi, đến đây mình xuống hàng mình nói nha. Mình nói là trong tam giác ABC có hai đường cao BE và CF giao nhau tại H. Vậy từ đây suy ra H là trực tâm. Của tam giác ABC. Vậy AH vuông góc với BC. Đúng không? Đó, để yêu cầu vuông góc với BC. Ok. Quá đơn giản đúng không? Chúng mình ME nhân MF nhân ME đúng không? MF là quen không các em? ME đúng không? Tích hai khúc này nè. Trời ơi, là trời, nhìn vô là đoán cái tứ giác này nội tiếp sẵn rồi nè. Bốn điểm này nằm trên một đường tròn thì tứ giác này nội tiếp sẵn rồi không? Nhớ khai thác nè. Vậy thì mình sẽ chứng minh tam giác nào đồng dạng với tam giác nào nha. MFB. MFB là cái tam giác này. Nha. Chứng minh tam giác này đúng không? Đồng dạng MEC. MEC đúng không? Hai tam giác này rất đơn giản, góc góc M nè là góc chung. Góc F này nè bằng góc C nè. Vì sao? Giải thích rất đơn giản, vì cùng bù với góc này nè. Đúng không? Này kệ bù với này 180. Góc này cộng góc này bằng 180 nè, vì cái tứ giác này bản chất là bốn điểm mới nằm trên đường tròn thôi. Đúng không? Thì vẫn nói là góc ngoài bằng góc đối trong đó. Đó, thấy chưa? Hai góc này bằng nhau vì cùng bù với góc này. Hoặc không thôi em nói góc B này nè bằng góc E này cũng được. Đó, cùng bù với góc này. Đó, lập tức hai tam giác đồng dạng. Xong bài ha. Vậy ở đây mình sẽ xét. Xét tam giác MBF và tam giác MEC có góc FMB bằng góc gì? Bằng góc CMI. CMI ha, nó là chung góc M đó. Rồi góc thứ hai là cái góc nào đây? Góc hai là góc này nè, góc F này bằng góc C nè. Góc MFB. Nha, MFB bằng góc MCI. MCI vì sao bằng nhau? Hai góc đó bằng nhau, mở ngoặc ra vì cùng bù nha. Đó, vì cùng bù với góc BFE. Nha, vậy cho nhanh. Dạ, đó. Góc này bằng góc này vì cùng cộng góc này bằng 180 nè, ha. Tứ giác này nội tiếp. Đó, bốn điểm nằm trên đường tròn này không cần phải chứng minh nữa. Góc C này cộng góc này bằng 180. Thằng này cộng này 180, kề bù dẫn đến góc này bằng góc này, đúng không? Mình giải thích lại cho nhanh. Vậy từ đây các em suy ra được. Suy ra tam giác MBF đồng dạng với tam giác MEC theo trường hợp góc góc. Rồi ta có tỷ lệ
Rồi MF nha, mình lập là MF trên gì? Đầu cuối trên MC. MC ra đi rồi còn MB đúng không? Đầu thứ nhì trên ME đúng không? Rồi nhân chéo lên. Vậy suy ra MF nhân ME bằng MB nhân MC, mở ngoặc ra đều phải chứng minh xong bài. Đúng không? Quá đơn giản đúng không? Rồi câu B nha, kẻ FD cắt đường tròn tại N nha, thì nối FD cắt đường tròn tại điểm N. Đây là điểm N nha. Rồi, chứng minh OFMN nối tiếp. OFMN nối tiếp. OFMN nối vô. Nha. OF đây. OFMN tiếp nha. Đó, giờ làm sao vấn đề chứng minh tứ giác này tiếp được? Mình có rất nhiều cách để mình suy nghĩ đúng không? 180 rồi alpha, hai góc cùng nhìn với một đoạn thẳng bằng nhau đúng không? Với điều kiện là hai cái góc đó kề một cạnh đúng không? Cách thứ ba là góc ngoài bằng góc đối tại điểm kề bù với nó đúng không? Cách thứ tư là sử dụng cái tích độ dài đoạn thẳng á nha. Đó, nhưng mà vấn đề các em nhìn thôi, nó rất là trường hợp nào đây ha? Em thử suy nghĩ thử coi. Rồi giờ thì hướng dẫn các em làm hai câu này cũng khá là hay và khá là khó ha. Sẽ chứng minh góc này, để sẽ chứng minh góc alpha này nè, góc alpha này ha, vẽ hình luôn ha, vẽ luôn ha, chứng minh góc này nè, bằng góc alpha này nè, cái góc này nè là góc ở tâm bằng số đo cung chẵn đúng không? Vậy thì mà em nhìn cái góc nhỏ bên này nè, góc này bằng 1/2 số đo cung này, có nghĩa là góc này bằng 1/2 số đo cung này, mà góc này bằng số đo cung này, vậy thì góc này chắc ăn bản thân nó sẽ gấp đôi góc này đúng không? Vậy thì muốn chứng minh hai góc này bằng nhau á, góc này á bằng góc này, rất đơn giản, chỉ cần chứng minh góc này bằng góc này thôi đúng không? Chứng minh góc này bằng góc này đúng chưa? Đó có nghĩa là cái góc lớn này nè gấp hai lần góc này đúng không, mà góc này bằng 1/2 số đo cung này, vậy suy ra góc này cũng bằng số đo cung BN đúng không? Và góc này cũng bằng số đo cung BN luôn, dẫn đến góc này bằng góc này, hai góc alpha bằng nhau. Vậy thì muốn làm được bài này á thì em phải chứng minh góc góc này nè, góc này nè, góc này bằng góc này, có nghĩa là chứng minh B FB là phân giác nha của góc MFD đó. Vậy chứng minh làm sao chứng minh được góc này bằng góc này mới quan trọng nha. Rồi vậy thì giờ phân tích bài nè, làm sao chứng minh được hai góc này bằng nhau để vẽ đứt đứt khúc nha. Đó, chứng minh hai góc này bằng nhau, em nhìn nè, thật đơn giản nè, góc F này bằng góc C nãy mình vừa chứng minh nè đúng không? Vậy thì mình chỉ cần chứng minh góc này nè bằng góc C thôi nè, mà muốn góc này bằng góc C rất đơn giản, chỉ cần chứng minh cái tứ giác này nội tiếp thôi đúng chưa? Chứng minh tứ giác nội tiếp thôi, này góc ngoài bằng góc đối trống đúng không? Vậy suy ra góc này bằng góc này thôi chứ gì nữa đúng không? Mà muốn chứng minh tứ giác này nội tiếp thì cực kỳ đơn giản, em nhìn thấy không? Đây là 90 nè. Thấy chưa? Góc này 90 nè. Góc này cũng bằng 90 nè. Đó, hai góc cự nè, đây kề cạnh FD nè, cùng nhìn với đoạn thẳng AC bằng nhau nè, thì tứ giác này nội tiếp. Đúng không? Đều có hai góc này 90 nè, vậy tứ giác này nội tiếp. Trong cái bài này bản thân á, tam giác này mà có ba đường cao thì chắc ăn nó có 6 cái tứ giác nội tiếp trong đây nha. Đó. Vậy tứ giác này nội tiếp dẫn đến góc F này nè, thấy không? Góc F này nè, BFD nè bằng góc C cùng bù với góc này. Thấy chưa? Mà lúc nãy mình chứng minh góc F này bằng góc C này luôn, dẫn hai góc này bằng nhau. Vậy dẫn đến góc lớn này bằng hai lần góc này. Mà góc này bằng 1/2 số đo cung này. Dẫn đến góc này làm sao? Bằng số đo cung BN. Mà góc này cũng bằng số đo cung BN luôn. Ok, vậy dẫn đến hai góc này bằng nhau. Mà hai góc này bằng nhau, kết luận tứ giác nội tiếp. Nha. Đó, em nào chưa hiểu thì cứ nghe lại, tôi hướng dẫn từ từ nha. Rồi đầu tiên nè, các em phải chứng minh tứ giác này nội tiếp trước nè. Đó, tứ giác này nội tiếp trước ha. Cái mình nói nè, đầu tiên mình nói ha. Ta có góc ADC bằng góc AFC bằng 90 độ. Vậy từ đây suy ra tứ giác AFDC
nối tiếp được. Ok, tứ giác này nối tiếp được đúng không? Tứ giác này tiếp được nền góc. Góc này nè. Nền góc BF in. Hoặc là BFD cũng được, tùy các em. BF in. Bằng góc gì đây? AC, AC gì? AC ACD đúng không? ACD. Đó, mà góc góc MFB. MFB cũng bằng góc ACD luôn. Cái này giải thích ra nha. Vì cùng bù với góc gì đây? AFD. AFD. Còn hai góc này bằng nhau thì do mình chứng minh trên này nha các em. Đó, nãy mình đã chứng minh góc này bằng góc này rồi. Vậy từ đây các em theo tính chất bắc cầu thì suy ra góc gì đây? BFN bằng góc MFB. Đó. Bằng góc gì? Cái ghi nhầm chỗ này hả? M MFB. Ok. B bằng B FN. Rồi ok. Vậy từ đây suy ra FB đúng không? Là phân giác. Phân giác của góc gì đây? MFD. Nên góc MF FN luôn nha. Đó, MFN hay MFD cũng được, nó thoải mái. Không sao với em nha. Em có thể ghi vậy nè, nó là phân giác của góc MFN. Rồi. Vậy MFN bằng cái gì? MFN chính là bằng hai lần góc BD BFN luôn. BFN luôn. Nha. Mà BFN á thì bằng 1 phần 2 số đo cùng gì đây? Số đo cùng BN. Đó, đây là góc nối tiếp đúng không? Đó. Đó, mà góc nha, thầy chỉnh cái này luôn, đơn giản luôn, hai đơn giản hai mất nha. Và bằng số đo cùng BN. Rồi mà góc MON. Đây là MON là góc ở tâm thì bằng số đo cùng chắn bằng số đo cùng BN luôn. Trời ơi, hai góc này đều bằng số đo cùng BN, vậy suy ra góc MFN. Đó, bằng góc MON đúng không? Mà hai góc này bằng nhau, hai góc alpha bằng nhau, vậy tứ giác thì em MFON thổi tiếp được. Đó, khá là hay nha, câu này cũng khá là hay đó nha. Rồi trình bày vô. Rồi các em qua sang câu cuối nha, câu cuối khá là hay và khá là căng thẳng luôn các em nha. Rồi gọi YK là hình chiếu của B và C trên EF nha. Hình chiếu này em nhớ là chiếu là phải vuông góc xuống mới là chiếu được nha. Đó. Hình chiếu từ B nè, B xuống EF ha. Vậy thì chiếu đây là vuông góc đây. Còn đây chiếu thì vuông góc đây. Cái này phải kéo dài ra nha các em nha. Vậy thì vẽ nha. Đó, chiếu xuống, vuông góc xuống ha. Rồi, chiếu. Vuông góc xuống nè. IK là hình chiếu của B xuống nha, FE. Rồi trên cái chỗ đường thẳng FE này thì sẽ kéo dài ra ha. Kéo dài ra. Vuông góc xuống nè. Vâng. Okay. Rồi, gọi IK là hình chiếu của B và C xuống EF, cho BC bằng 8. Wow, cạnh BC bằng 8 nha. Thì chỗ sẽ cho cái màu lên. Cái màu này là 8 nha, chỗ lên nha. 8. 8 cm. Oh, ok, và góc ABC bằng 75 độ. ABC là góc này nè. Góc này. Góc một cam này ha. Này 75 độ. Bài toán này chắc anh phải quy về 75 độ và cái theo độ dài BC á.
thi máy tính, yêu cầu đề bài nào. Thầy sẽ biết là cái này cho mấy đứa nha. Yêu cầu tính thì tính diện tích của tam giác EIB cộng diện tích của tam giác CKE nha. Đó. Đây, hai cái diện tích tam giác này là EIB. EIB đâu? Wow, y đâu? EIB là cái tam giác này. EIB là cái tam giác này. Thầy sẽ cho màu vô ha. Màu hồng đi. EIB. Vẫn là màu xanh ha. Đó. Đó, EIB. Đó, một ca mà đi ha. Rồi, và diện tích CKE. CKE, trời ơi, diện tích tam giác CKE này. Mình sẽ cho nó màu này ha. Chơi màu nào cho nó nổi lên đây. Ok, để cho màu khác. Màu hồng đi. Thì vẽ thì cho nó màu nổi lên thôi, cho các em nhìn dễ nhìn thôi chứ nha. Ok, yêu cầu tính diện tích hai tam giác này. Trời ơi, chiều cao nhìn thấy có thể được không, làm gì có định được chiều cao đây ha. Và đáy đây 1/2 tính hai cạnh nó vuông tính được không, cạnh nó vuông này với cạnh nó vuông này tính được không. Ôi ơi là trời, căng thẳng rồi đó nghe. Rồi. Các em nhớ nè, khi tính diện tích của tam giác á, thì các em bản thân công thức tính diện tích tam giác thì các em nhớ là luôn bằng 1/2 chiều cao nhân đáy đúng không? A nhân đáy, chiều cao nhân đáy, A nhân h, rồi hoặc là bằng 1/, nếu tam giác vuông thì có một cách nữa là bằng 1/2 tích hai cạnh nó vuông, đúng không? Rồi thầy nói một cái điều này nữa nè, thầy nhắc một cái điều rất quan trọng nè, nếu mà tam giác thứ nhất á đồng dạng với tam giác thứ hai á, thì các em nhớ một cái lý thuyết cực kỳ quan trọng trong chương trình lớp 8 các em đã học là gì? Hai tam giác đồng dạng thì tỷ số diện tích nha. S trên tam giác 1 trên S tam giác 2 bằng K bình phương là bằng bình phương tỷ số đồng dạng nha. Nếu bài toán em nghĩ hoài không tính được, dùng công thức truyền thống là 1/2 chục cao nhân đáy ha, hoặc 1/2 tích hai cạnh vuông không được thì em có khả năng em nghĩ đến điều này. Nhưng mà bài này ngày hôm nay sẽ rớt cho ngay cái điều của thầy vừa nói thôi nha. Đây, phần này hai tam giác đồng dạng. Vậy thì mình kiếm cái tam giác này này đồng dạng với tam giác nào nào đó nhưng mà tam giác nào đó nó phải có liên quan đến cái cạnh BC và liên quan đến góc 75 độ thì phải có cửa nào được thôi. Vậy thì các em nhìn vào đây ha, em nhìn vào đây, em nhìn vào cái tam giác hồng này này, đó tam giác hồng này này, nó sẽ đồng dạng với tam giác BC nhé. Rất đơn giản, hai tam giác này đều là hai tam giác vuông hết, tam giác này và tam giác hồng là tam giác vuông không, một cam á đi thì nói một hồng thì sai được không. Tam giác vuông nè, IIB và tam giác BFC đồng dạng đúng không, là có hai góc này bằng nhau nè, đó góc F bằng góc C, hai góc này góc nội tiếp cùng chánh cung này nè, đúng không? Bốn điểm này, bản thân bốn điểm này đã nằm trên một đường tròn này, tứ giác này đã nội tiếp rồi, không cần phải nói nữa. Nhớ kỹ điều này ha. Đó, vậy thì nè, vậy hai tam giác đồng dạng vậy thì có khả năng rất là cao nha. Vậy thì mình thử định dạng mình làm được không. Tam giác này đồng dạng, tam giác một cam này đồng dạng với BFC được không, được đúng. Có một cái hay nữa các em, tôi thấy luôn nè, cái tam giác CKE này, CKE là tam giác này nha, cũng đồng dạng với tam giác BFC luôn nè. Nè, hai tam giác này đều là hai tam giác vuông hết, vậy thì bài này có đường thoát rồi. Đó, theo tam giác này cho thầy này, theo tam giác vuông này nè, tam giác vuông này và tam giác màu màu hồng này nè, đúng không? Hai tam giác này đồng dạng là do này, em nhìn là góc E này nè bằng góc C này, góc B này nè vì cùng bù góc này đúng không, tứ giác này nội tiếp rồi nè đúng không, hai góc này bằng nhau vì cùng bù với góc E này đúng không, góc này bằng góc này lập tức đồng dạng đúng không. Vậy thì liên quan đến
Liên quan đến các anh, liên quan đến gì em? Ai đáp giá đồng dạng thì tỷ số diện tích bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Đó, đó là cách nghĩ ha. Rồi vậy thì thử, thầy thử phân tích được các. Tại vì sao tôi nghĩ, tại sao tôi nghĩ được B sẽ F? Tại vì D ba chỉ có BC bằng 8 thôi, mình phải quy về cái độ dài cạnh người ta cho chứ, đúng không? Đó, là 8 cm và liên quan 75 độ chứ, đúng không? Vậy thì ở đây thầy sẽ, đây là một cái hướng để mình phân tích nha. Nếu mà cái hướng này em phân tích ra em làm không được nữa thì lúc này em phải suy nghĩ đường khác nữa nha. Nhưng mà theo thầy nghĩ chắc ăn là này nha. Giờ thầy sẽ chứng minh là sẽ lập bình phương tỉ số đồng dạng coi có thành công bài toán này không nha. Rồi vậy trước tiên là chứng minh nó đồng dạng trước mới được nha. Rồi ok, bài này theo thầy nó kỹ cũng khá là dài đấy nha. Rồi, ok, để thầy copy để tí thì đưa cái hình mới, đưa cái hình này xuống đề mới nữa. Rồi để đây tí thì sẽ copy nó xuống dưới ha. Rồi giờ mình thầy sẽ chứng minh tam giác EIB đồng dạng với BCF nha. À, đây set này, đây này, theo đây cái bài này cũng khá dài ấy nha, câu C nha. Set tam giác EIB, tam giác vuông nha các em, và tam giác vuông EIB, EIB là nhọn vuông. Rồi cái này vậy là C nha, nhọn này nào, CFB, CFB có góc IEB IEB là góc này nè em, bằng góc FCB, bằng góc FCB hai góc này bằng nhau đều bằng 1/2 số đo cùng gì các em, cùng BF đúng chưa? Đó, góc này và góc này là hai góc này nối tiếp cùng chấn cùng B em, thì lập tức nó bằng nhau đúng không? Vậy thì hai tam giác đồng dạng, suy ra tam giác vuông gì đây, tam giác vuông EIB đồng dạng với tam giác vuông CFB trong trường hợp góc góc. Thầy thử lập tỷ số diện tích coi bằng bình phương tỷ số đồng dạng không nhá, mà chắc anh phải quy về BC thôi đúng không, lập tỷ lệ liên quan BC. Rồi từ đây nên diện tích của tam giác EIB trên diện tích của tam giác CFB bằng bình phương tỷ số đồng dạng, bằng bình phương tỷ số đồng dạng nào thì liên quan BC mới được. Là BC này tương tự với EB đúng không? EB trên BC, tất cả bình phương cho thầy. Đặt đây là một đây. Tại vì BC nó bằng 8 là chắc là thầy quý về nó để đó đấy nha. Rồi tiếp tục để xét cặp tiếp theo. Hay đấy, bài này để thấy quý vị đó. Thầy sẽ xét tam giác KEC đi. Xét tam giác vuông KEC và tam giác vuông KEC, cái này phải là cái kia nào? F đúng không? F trước. E tương ứng với góc B đúng không? FBC. Đó, có góc KEC. Đó, góc này nè các em, bằng góc này nè, bằng góc FBC, bằng góc FBC giải thích ra, mở ngoặc ra vì cùng phụ cùng bù chứ nha, vì cùng bù với góc góc gì các em, FEC đó. Thấy không, khai thác cái lợi của thứ nhất đầu tiếp thấy không các em. Vậy từ đây suy ra tam giác vuông KEC đồng dạng với tam giác vuông FBC theo trường hợp góc góc như thế này. Rồi hai tam giác đồng dạng ta có tỷ lệ ở từ đây suy ra nên tỷ số diện tích F của tam giác KEC trên F của tam giác FBC bằng bình phương tỷ số đồng dạng, phải quy về BC mới được. À, mình phải xác định DB trước DC trước, BC phải tương ứng trên EC, đừng có sợ gì hết, tất cả bình phương đây em đặt đây là hai vậy. Giờ thầy sẽ lấy hai cái này cộng lại. À, lấy hai cái cộng lại thì nó mới có tam giác EIB với KEC dưới cái này cùng một mẫu đúng không? Đó, FBC với CFB nó giống nhau nha, hai tam giác nó giống nhau. Rồi vậy thì thầy sẽ lấy nè, lấy 1 cộng 2. Lấy 1 cộng 2. Suy ra. Đây, cái này nè. Cái này nè các em. Đó, cái này thấy không? Hai cái này cộng với nhau. Thấy chưa? Thì thầy sẽ lấy diện tích
của tam giác EIB trên diện tích của tam giác CFB cộng với diện tích của tam giác KEC, đúng không? KEC trên diện tích của tam giác FBC. Thì cộng ngang luôn nha, lấy định để viết ngang luôn. Rồi ok. Thì lấy hai cái đuôi cộng lại thôi. Nè, hai cái này cộng lại đúng không? Thì dọc hai cái này là cộng lại nè. Đó, vậy thì cái gì nè, EB bình chia cho BC bình phương. Đúng không? Đó, tắt ra x chia y tất cả nguyên bằng x nguyên chia y nguyên, đúng không? Này cũng vậy luôn, EC bình chia cho BC bình. Rồi bằng cái gì đây? Wow, nhìn đây các em, thành công nè. Cùng mẫu đúng không? Hai này cùng mẫu nè, thì giữ nguyên mẫu này nè. Rồi em nhìn coi, EB bình cộng EC bình nè. EB bình cộng EB bình nè, thấy không? Cộng EC bình, đúng không? Hai cạnh này bình phương lên, bình phương hai cạnh góc vuông thì chính là bằng bình phương cạnh huyền. Ok, nó chính là bằng BC bình phương, đúng không? Nè, thấy không? Là EB bên này cùng mẫu này, giữ mẫu cộng tử này với nhau, đúng không? EB cộng EC bình, EB bình cộng EC bình thì chính là bằng BC bình theo Pythagore. Ok, cái này bằng 1. Vậy từ đây mình sẽ suy ra điều gì? Đây giờ với vấn đề từ đây. Từ đây, vậy từ đây sẽ suy ra được hai này này cùng mẫu nữa, giữ mẫu cộng tử này với nhau. Mà hai cái này này cùng mẫu này, chúng nó cùng một tam giác mà. Vậy thì hai cái này nè, hai cái này cộng lại có nghĩa là diện tích của tam giác EIB cộng diện tích của tam giác KEC, đúng không? Đó, là giữ nguyên mẫu này, giữ mẫu là diện tích tam giác CFB đó các em, bằng một là các em, thì thầy chuyển qua đây nhìn đấy, đúng không? Vậy chính là bằng diện tích của tam giác CFB. Các em hiểu vấn đề cho nói không? Mà diện tích tam giác CFB, rồi CFB tính được không? Rồi, thì đưa xuống như này, đưa cái hình nó xuống như này đi ha, cho các em dễ nhìn. Đó, ok thì được cái hình giấy nó máy này thì copy rồi đó, đây đây cho các em dễ nhìn ha. Đó rồi ok, vậy thì em nhìn coi diện tích tam giác CFB bằng cái gì? CFB nè, thấy không? Đây là tam giác vuông đúng không? Thì bằng 1/2 tất cả hai cạnh vuông thì sẽ bằng nè, bằng 1/2 tất cả hai cạnh vuông chính là BF nhân với FC. Đừng có sợ các em, bình thường nha. Vậy thì bằng nè, 1/2 thì viết lại nha. Giờ BF nè, sao tính được BF? Mà muốn tính được BF nha, mà có liên quan BC và 75 độ. Em còn nhớ không? Muốn tìm cạnh góc vuông nè, em nhìn vô ngay cái tam giác này nè. Để vẽ màu xanh lên cho mấy đứa nhìn nè. Này, nhớ màu xanh nè. Trời ơi, nó to dữ vậy. Nó màu xanh này. Vậy thì hai diện tích tam giác nhỏ đó cộng lại chính là bằng diện tích tam giác màu xanh, mà diện tích tam giác màu xanh nè. Giờ thì tính diện tích tam giác màu xanh này nhẹ nhàng. Trời ơi, diện tích tam giác màu xanh giờ các em cũng có rất nhiều cách để tính luôn đó. Nè, nè, ở đây có 75 độ đúng không? Ở đây có BC là 8 đúng không? Em sẽ tính được cái cạnh này đúng không? Đúng không? Em đi tính được cái này luôn nè. Đúng không? Sin cotang ra thôi thì bằng 1/2 tiết hai cạnh nó vuông cũng được luôn. Khỏe đây luôn, đúng không em? Đúng không? Ta mà đối chi kề hoặc là có một cái cách này sẽ làm nhanh hơn nữa này. BC nó muốn tìm cạnh nó vuông bằng tích cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc cos ok. Nè, vậy thì muốn tìm BF này bằng BC nhân cos 75. Mà muốn tìm FC bằng tích cạnh huyền là nhân sin góc đối nhân sin 75. Đúng không? Có rất nhiều cách luôn. Ngoài các em nè, theo thầy có nhiều em không nghĩ được cái cách này thì em nè. Ồ đây 75 là tìm sin đây đối trên huyền, lập tức tìm ra FC. Cốt bằng kề chia huyền, lập tức tìm ra gì đây? BF. Đúng chưa? Cốt kề chia huyền, đúng không? Hoặc là tan bằng đối chia kề, lập tức tìm ra BF luôn. Bình thường, đúng không? Nhưng mà ở đây thì cũng hình thức như vậy, thầy làm gục cho nó nhanh ha. Giờ muốn tìm BF nè, đó, muốn tìm BF đúng không? Muốn tìm cạnh góc vuông, mình học định lý mới học rồi. Muốn tìm cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc là cốt góc kề. Sin góc đối này, đối của nó này chắc anh làm bao nhiêu độ các em? 15 độ đấy. Ha, nhưng mà thôi thì làm luôn đấy ha. Thì làm mà BF này. BF bằng tích cạnh góc vuông còn lại là bằng BC nhân cho cốt góc kề là cốt 75. Rồi FC thì bằng tích cạnh huyền đúng không? Là BC nhân sin góc đối sin 75. Rồi em rút máy tính em tính.
Không phải đến là đến nhẹ nhàng đúng không? Rồi vậy thì lúc này các em thế vô nha, 1 phần 2 nè. BC là 8 đúng không? Nhân được cos 75. Nhân Bán kính trong một đường tròn chắc ăn một bằng nhau. Hồi câu đầu tiên câu cho điểm. Nha, em rút máy tính em bấm. À. Casio, Vinaphone đều bấm được hết, thoải mái thế nha. À, 8 8 chia 2 4 thì nó nhanh ha. 4 nhân sin cốt cốt trước ha. Cốt 75 độ. Nó ngoài này các em nha. Rồi nhân 8. Nhân sin 75 độ. Wow, 57 hả? Ồ, bằng 8 luôn các em. Nghe bằng 8 luôn ghê chứ. Xử lý mấy bùa các em. Hay à, trời ơi trời. Ồ, cái bài hay thiệt. À, câu cuối này cho các em muốn tư duy cái này kiến thức lớp 8 nha các em nha. À. Rồi, nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha. À, nhớ like share thật nhiều. Để cho tôi có động lực tiếp tục làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha. Thank you.